Tôi xin chào tất cả trăm ngàn lũ năm mươi cá tường Tổ quốc. Hôm nay tôi lên một clip gồm 12 hàng câu nha anh em. 12 hàng câu này là 12 hàng câu carbon hàng kỳ nhật, thì có các thương hiệu từ Shimano, Majorap, Amu. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán hàng lõn phần bóng đêm lên đó thì xem lại. Rồi cảm ơn anh em. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần của Korea nha mọi người. Đó. Một cây ABY Pencil. Fan là fan full sheet nha anh em, đây sheet limited. Thì dòng này một dòng fan sheet hàng máy ngang, hàng chị anh em lô lốc chém đó. Thì cái này độ cứng chỉ có M nha, ML nha anh em, độ cứng là ML. Đây hãng BY Pencil này hàng của Korea xuất Nhật. Thì có tem đầy đủ nha mọi người, keo chỉ thì ok hết luôn. Fan là fan sheet nha anh em, fan sheet. Đây fan này em chưa vệ sinh nữa nè, đó lông bụi đó mọi người, mọi người về vệ sinh giúp em. Ngoại hình thì keo chỉ thì còn ok nha anh em, chất liệu nguyên liệu carbon. Đây chữ đây Fuji nha mọi người đó, bát Fuji, fan Fuji, keo chỉ, ngoại hình thì ok đó, không lỗi lầm gì nhiều. Thì cái này nặng là 140 g, đọt là 1 ly 9, dài là 1m95. Cái này tải mồi từ 3,5 g đến 17.5 g nha mọi người, tải dây từ 6 đến 14 lb. Rồi giá cây thứ nhất, giá là 1 triệu cộng ship nha anh em, 1 triệu cộng ship. Một cây ABY Pencil của Korea, hàng fan ship. Thì cái này vừa đánh lóc nha mọi người, đánh lóc dạng đánh nháy hơi á, test đọt cho anh em luôn đó. Đây đó, tiếp theo cây số 2. Cái số 2 em lên cho mọi người là một cây cần Abu. Thì hàng Abu này thì rất là thương hiệu rồi, khỏi phải nói nhiều về nó. Thì cây Abu này một cây Abu fan sheet nha. Đây, đó, fan sheet nha. Đây, rất là ok luôn nha mọi người. Bát là bát Fuji tam vàng. Fan là fan sheet trăng ca. Thì dòng fan sheet này thì đánh dây rất là xa luôn. Đó, nó giảm, làm giảm độ ma sát đối dây nha mọi người. Đó. Cán này cán bằng bát Fuji, nó có chỗ kẹp nè, dòng Abu em thích chỗ này nhất. Thì cái này dài 1m6 nha anh em, dài 1m6 lọc. Cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, độ cứng là cứng M. Thì đây nó có xuất sắc li ti nha mọi người, xuất sắc li ti. Thì độ cứng M này dạ nên đánh lóc rồi, đánh lóc nó nhá thiệt rồi, ok cho anh em, vô tư rồi đó. Thì cái này nặng là 120 g, đọt là 1 ly 7, dài là 1m8, tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 16 lb. Rồi giá công khai cây số 2, giá là 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cây số 2. Ngoại hình thì nó có xước sát nha mọi người, đây soi lại cho anh em xem. Đây xước sát li ti, không ảnh hưởng tới phôi nha anh em, đánh về đánh ok, mã post đầy đủ. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần của một cây thương hiệu của Mỹ. Đây carbon nha anh em, carbon sáng cần gốc. Đây anh em nhìn, đây Bradley nha anh em, đó một hàng thương hiệu Bradley, thương hiệu của Mỹ. Đây, tam hoàng luôn đó, Bradley nha mọi người đó. Thì cái này carbon sẵn này, sẵn gân gút nha mọi người đó. Cái độ cứng khá là cứng luôn á, cái này dạng về cứng, cái này về cho anh em đánh lóc nha, đánh lóc xăng xăng hàng gần. Thì cái này độ cứng là ít thắt nha anh em đó, độ cứng là ít thắt. Đây thông số đây, tải mát là 3 UZ nha anh em, tải dây từ 15, cái này em không biết cái này luôn đó, luôn là mát 3 UZ nha, sẵn ngăn gút nha anh em. Thì cái này nặng là 205 g, dài là 2m56 nha anh em, đọt là 2 ly 2. Thì cái này em đo bằng chiều dài thật của nó là 2m56, nó sẽ mắc bao nhiêu đọt đây đó, mắc một phần đây, không biết nó có mắc không, thì em đo sao nói anh em vậy. Thì cái này nó tải màu từ 21 g đến 84 g, tải dây thì em không có thông số dây. Thì cái này về anh em đánh nhé thiệt là thoải mái luôn, dạng săn hàng đánh gừng đó, câu mấy cái gừng á, câu minh chành chim, carbon sáng ngăn gút cái nè, hàng bạc đây. Rồi
giá công khai cây số 3, giá là 1 triệu 5 nha anh em, 1 triệu 5. Tiếp theo cây số 4, thì cây số 4 là cho người vẫn là một cây hàng của Abu, thì cây này em bán ấy nên quay lại đăng lên cho anh em đó, hàng nào bán không được nấu. Thì dòng Abu này thì dòng Abu hot tin đây đó, dòng tin chưa nha anh em, carbon sóng găng gốc nè đó, thì còn đúng cây thôi đó. Fan là fan full sheet nha anh em, fan là fan full sheet. Đây bát dẫn nó kêu đây, rất là độc lạ nha mọi người, rất là lạ luôn, độc đó. Fan là fan sheet, bát là bát Abu, thì cái này dài là 1m98, nặng là 130 gram, đọt là 1 ly 7. Thì cái này độ cứng là độ cứng M nha anh em, tải màu từ 5,25g đến 21g, tải dây từ 8 đến 20lb. Rồi cây số 4 giá công khai là 2,3 triệu nha mọi người. Đó, cây số 4 giá công khai là 2,3 triệu. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Đó, một cây hàng Shimano. Đây cái này một cây Shimano Solid nha anh em, Solid. Bát là CL4 nó cộng nha mọi người. Đó, bát tuyệt cao. Đây, sẵn găng guốc nha mọi người, sẵn găng guốc luôn. Thì cây Zondit này thì em tham khảo một số anh em á, thì anh em chỉ nói nó chỉ là fan Aconite thôi, nhưng mà cây Zondit này em lấy từ Nhật về đó, được mấy anh Nhật lên bộ fan là bộ fan ship hết nha anh em đó. Đây mọi người, nguyên bộ fan ship hết nha đó. Phôi nó là giống như phôi Acrylic thôi, nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn Acrylic vì nó là fan Aconite thường, nhưng mà đặc biệt cây này là lên bộ fan ship hết nha mọi người đó. Đây ship hết nha mọi người đó, lên bộ fan ship hết thì nó không khác Acrylic luôn đó, giá nó lại rẻ hơn nữa. Thôi thì hai cây như nhau đó, đều là hàng của China xuất Nhật hết nên em. Thì cây này là cây này của em thì nó nặng là 130 gram, đọt là 2 ly, dài là 2m1 nha anh em. Thì cái này nó tải mồi từ 14g đến 42g, độ cứng là MH. Thì tải dây từ 12 đến 30lb. Đó. Đây nè, sẵn là sẵn găng guốc nha mọi người. Sẵn là sẵn hết cái chấm luôn á. Đây, sẵn tới ngọn luôn. Thì hàng này về cho anh em săn lóc nha mọi người, săn lóc là đánh chẽm. Anh em có thể câu nhát thiệt cũng được, rất là ok luôn. Phôi này đánh khỏi chay, đó phôi của Shimano HyperX. Rồi giá công khai của cây số 5 giá là 2,2 triệu nha mọi người, 2,2 triệu cây số 5. Em đánh số lộn nó nhảy hết một số. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần của Majorac đây mọi người ha. Dòng Majorac này, dòng Majorac Corkit đây đó. Cái Mayon Rap này cực kỳ xuất sắc luôn. Bát là bát gỗ nha anh em, bát gỗ cực kỳ đẹp luôn nè. Bát là bát Fuji luôn nha mọi người. Đó. Fan là fan Fuji Sit. Fan là fan Fuji Sit, fan bóm, chân đen. Bù là bù trống sắn nha anh em. Đó. Ngoại hình cái này nó ghê đâu đó tầm khoảng 93-95% nha anh em. Rất là đẹp luôn. Đất hồi quăng carbon nó sẵn đây đó, hết nước chấm nha mọi người, cắt độ ok luôn á. Thì cái này cứng chỉ có ML thôi nha anh em, độ cứng này thì em lấy về cho anh em đánh nháy hơi đó. Anh em bữa hổm đánh các anh kia đánh cây số M anh em nói cứng quá, giờ em lấy xe này xem ML nha mọi người. Thì cái này nặng là 113g, dài là 1m86, đọt là 1 ly 7. Thì cái này độ cứng ML thì nó tải mồi từ 5.25g đến 14g thôi. Cái này tải dây từ 8 đến 14lb. Thì hàng này về anh em có thể câu nháy hơi đó, nháy hơi. Còn thôi anh em có thể đánh cá giả, cá sắt. Rất là đẹp nha anh em, phôi cực kỳ đẹp, bát ok nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn, không có xuất sắc gì nhiều hết. Rồi, giá công khai cây số
cây số mấy này, 1 2 3 4 5, giá công khai cây số 6, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cây số 6. Tiếp theo là cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người, vẫn là một cây hàng Myrorap Corkit đây nó. Thì dòng Corkit này thì nó sẽ dài 2m1, độ cứng là tụi cân ít nha anh em, 2m1 độ cứng ít. Thì dòng này em có bán một cây lần trước đây, lần trước cây kia là full túi luôn, full túi đẹp hơn cây này nữa, phen vẫn là phen full chi xích bóm, phen chân đen nha anh em, loại xích sẵn gần gút nha mọi người. Đó, bát ta vẫn là bát chả gỗ đây, bát gỗ đây, Minecraft bát Fuji đóng chữ luôn. Thì lần trước em bán một cây như thế này, nó còn full túi đẹp, vẫn đẹp xuất sắc như thế này, em bán là 2 triệu 2 triệu 5. Thì cái này nó không có túi, ngoại hình nó có xuất sắc hơn một tí đây, sau cho anh em luôn đây, phải cần về em chưa vệ sinh luôn nè mọi người, đây nó dính bụi trong đây nè đó, anh em chịu khó vệ sinh giúp em. Bu vẫn là bu chống sắn, coi là carbon sắn nha anh em, carbon sắn là găng guốc luôn, sắn là không có che vào đâu được hết. Chịu khó soi kỹ với mấy cái này cho anh em. Thì cái này nặng là 163g, dài 21, đọt là 2 ly 3. Thì cái này nó tải mồi từ 10.5g đến 84g, độ cứng lên độ cứng ít, dài 21, tải dây từ 10 đến 30 lb. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 2 triệu 2 thôi nha mọi người, 2 triệu 2. Hàng này về đánh lốc, đánh này về, hàng này về đánh lốc nha mọi người, đánh lốc, đánh lốc bông, đi gần cho anh em đi gần nha. Đó, tiếp thêm lên cho người là cây số 8 nha anh em. Đó, cây số 8 lên cho người là một dòng cần Myrorap đây đó. Thì dòng Myrorap này là dòng Myrorap Cosa đây này, Cosa dòng cần này cũng rất là đẹp luôn đó, góc là một khôi carbon sang ít đây. Bu vẫn là bu chống sắn nha anh em, bu vẫn là bu chống sắn. Thì dòng này thì một dòng cần của nó sử bộ phen, bộ phen micro nha anh em, bộ phen micro đây, rất là nhỏ luôn, bộ phen nhỏ gọn đây, so hai bộ phen với anh em cho anh em xem đây đó. Thì được cái là bộ phen này nhỏ gọn nhưng mà cái độ chắc nó rất là chắc nha anh em đó, rất là ok luôn, phôi phôi cặp quạt sẵn nè đó, so kỹ nha anh em. Thì cái này dài là 1m98 anh em, dài 1m98, độ cứng là độ cứng MH đó, độ cứng chuẩn cho anh em đánh lốc đánh giá thiệt nha mọi người đó, rất là đẹp luôn. Ngoại hình cái này còn khá là ok nha anh em, không lỗi lầm gì nhiều hết, bát là bát Fuji, phen là phen Fuji Micro. Thì cái này nặng là 126g, đọt 1 ly 7, nặng dài là 1m98, tải mồi từ 7 đến 28g nha anh em, tải dây từ 12 đến 20 lb. Rồi, cây số 8 giá là 2 triệu nha mọi người, cây số 8 giá 2 triệu, test độ cong cho anh em luôn nè. Đó, tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 em lên cho mọi người vẫn là một cây Myrorap Cosa. Thì dòng Myrorap Cosa này là một cây hàng dài 2m1 anh em, dài 2m1, độ cứng là cứng H, độ cứng chuẩn cho anh em đi gần nè, đó đi gần sẵn hàng đánh lóc bông đây, carbon là carbon sẵn cho anh em đó. Anh em sẵn hàng mà dạng đánh nhái thiệt á, mấy cái này đánh là vô tư rồi, bát là bát Fuji đó, thôi mấy cây phôi Myrorap này khỏi chơi. Thì em đảm bảo với anh em 100% thì cây này em lấy từ thị trường nội địa Nhật về nhá. Đó, mấy cây này cực kỳ ok nè, sắn găng guốc đây. Bu là bu chống sắn anh em, bu chống sắn, hồi sắn hết, sắn găng guốc không che đâu được. Ngoại hình cây này ra thẩm ảnh 95% anh em, rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng 135g, đọt 2 ly 1, dài 2m1,
đọt là một ly, đọt một ly 8. Thì cái này nó tải mồi từ 10.5 gram đến 42 gram, tải dây từ 12 đến 25 lb. Rồi cây số 9, cây số 9 giá công khai là 2.2 triệu nha mọi người, 2.2 triệu cây số 9. Tiếp theo qua đây là cần máy đứng nha mọi người. Tiếp theo em lên cho người một cây Chorai. Thì cái Chorai là một cây Chorai UL dài 1m6. Đây mọi người, đây. Dài 1m8 nha nè, đẹp lộn. Thì cái này dài là 1m83, thu gọn là 94.8 cm, nặng là 75 g. Đọt cái này là 1 ly 5 nha anh em, đọt 1 ly 5, gốc là 65. Thì cái này nó tải mồi từ 3.3, từ 3 gram đến 5 gram. Đó. Tải dây từ 3 đến 5 lb nha anh em. Thì cái này một cây UL, hàng của Shimano. Đây. Phen là phen thường nha anh em. Đó, phen thường. Phen Fuji thường. Đó, không phải là phen ship đây. Đây, phen Fuji thường nhé. Bát là bát Fuji tem vàng. À, cần rất là đẹp luôn, hàng hàng China xuất nhật nhé, mã code tem đầy đủ. Cái này dạng hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Cái này còn tuổi nha mọi người, còn tuổi luôn, bô chống sắn, ngoại hình đẹp nha mọi người, ngoại hình đẹp. Rồi giá công khai cây số mừng, giá công khai cây số mừng giá là 1.3 triệu nhé. Tiếp theo cây số 11. Thì cây số 11 mới lên cho mọi người là một dòng cần Majorap. Thì dòng Majorap này là một dòng Majorap. Đây, một dòng Majorap Axis nha anh em. Thì cây này dài là 2m04 nha anh em, dài 2m04. Nó tải mồi từ 0.6 đến 10 g. Tải dây từ 1 đến 5 lb, không thôi tải dây PA từ 0.1 đến 0.6 nha anh em. Đó. Axis của nó đây. Thì cái này nặng là 70 g, đọt là 0.6 nha mọi người, 75. Cần còn rất là mới luôn đó. Đây, đó. Giống như hàng chưa qua sử dụng nha mọi người đó, hàng trưng bày thôi. Cái này em lấy nguyên lô từ bên Nhật về, rất là đẹp nha nè. Đây, bát máy còn rất là mới luôn đó. Carbon sẵn găng gốm nha. Fan là fan Fuji đó, fan Fuji bù bù chống sắn, đọt đọt thấp, đọt rất là mảnh luôn đó. Cái này về anh em có thể câu hanh cháp thoải mái lô suối, rất là ok nha mọi người đó. Đây đang có xước xác đây đó, cần xước xác báo anh em xước xác. Carbon sắn anh em rất là đẹp luôn. Rồi giá công khai cây số 11 giá vẫn là 1.3 triệu nha anh em, 1.3 triệu cái số 11. Tiếp theo em lên cho mọi người là cây cuối cùng, cây số 12. Thì cây số 12 em lên cho mọi người là một cây ban đó, Aluna. Thì cái ban này là full túi như này, full túi luôn đó. Ở đây nó đây đó, rất là đẹp đây này. Cây cọ nha, cây ban. Thì bát là bát Fuji nè, bát Fuji đó này. Càng là càng carbon, phen là phen Fuji xếp nha nè, phen Fuji xếp. Bô chống sắn nha, bô chống sắn Fuji rất là đẹp luôn. Thì đây bát bị chày một tí nha mọi người đó. Thì đây anh em, cái này thì chân phen nó bị rỉ một tí nè đó. Cái này là không phải là do sử dụng nhiều mà là cái này ít sử dụng, câu một lần xong bỏ đó, nó bị rỉ một tí nhưng không ảnh hưởng cái keo phôi cho nha mọi người, rất là chắc nha đó. Thì cần sao thì em báo anh em vậy thôi đó. Mấy cái này em vẫn xử lý được, em có thể khử ra em vô keo được, nhưng mà thôi để nguyên zin vậy, rất là chắc luôn đó, chưa ảnh hưởng gì hết. Thì cái này nặng là 128 g, dài là 1m98, đọt là 1 ly 6. Thì cái này nó tải mồi từ 6 đến 19 gram nha anh em. Đó, nó có thể tải mát là 24 g. Đây. Tải mát là 24 g nha anh em. Đây. Tải mát mà tầm khoảng 24 g là size Niger, tầm khoảng size ML nha anh em. Đó. Thì nó tải dây từ 6 đến 14 lb. Đó. Cái này què anh em đánh lóc chẽm công nháy hơi, rất độ ok nha mọi người. Đó, hàng săn hàng.
test đọt nhúng nhúng cho anh em luôn đó. Rồi nó tải dây từ 6 đến 14 lb. Rồi giá công khai cây số 12, giá là 2.8 nha anh em, 2.8, rất là đẹp nha anh em. À, anh em có thể search cái này trên mạng, nó bán đâu đó ra tầm khoảng, giá mới ở bên Nhật nó ra đâu đó tầm khoảng gần 5 triệu từ Việt Nam đó mọi người, 5 triệu mấy. Rồi ok anh em, đó tổng cộng 12 cần em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt em lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.